Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với shop gốm sứ trang trí tại địa chỉ số 12 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay shop sẽ giới thiệu đến các bạn bộ tượng đôi chim mùa xuân, một biểu tượng của tình yêu và sự phồn thịnh. Các bạn hãy cùng shop khám phá sự đẹp đẽ và ý nghĩa đặc biệt của sản phẩm này nhé. Sản phẩm tượng đôi chim mùa xuân là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, được chế tác với sự tôn vinh cho vẻ đẹp của tình yêu và sự hòa hợp của thiên nhiên. Hình ảnh đôi chim là biểu tượng mang ngụ ý may mắn, tươi mới căng tràn sức sống của mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm. Với các đường nét mềm mại và sắc sảo, tượng đôi chim mùa xuân không chỉ là một vật trang trí, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và tình thương. Sau đây mời các bạn xem clip thực tế của sản phẩm. Hình ảnh đôi chim được khắc họa rất sinh động và rõ nét dưới bàn tay tài hoa của người nghệ nhân gốm sứ. Nét đẹp của sự nhỏ nhắn xinh tươi, mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống, gia đạo phát đạt, gia đình êm ấm, hạnh phúc và thịnh vượng. Sản phẩm được làm từ các loại vật liệu gốm sứ cao cấp đảm bảo tính bền vững và độ bền lâu dài. Với chiều cao 19cm và chiều ngang 24cm, bộ tượng này rất thích hợp trang trí không gian nội thất hay ngoại thất. Tượng đôi chim mùa xuân luôn gợi lên cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nó không chỉ là một món đồ trang trí, mà còn là một biểu tượng tinh thần, nhắc nhở chúng ta về sự quý trọng của tình yêu và sự hòa hợp trong cuộc sống. Hãy để tượng đôi chim mùa xuân trở thành một phần của không gian sống của bạn, là nguồn cảm hứng không ngừng và một biểu tượng vĩnh cửu cho tình yêu và sự hòa hợp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để khám phá sản phẩm này cùng chúng tôi. Biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể gọi đến số hotline 0983302098 để được tư vấn sản phẩm miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.